Xin chào mọi người, hôm nay Lộc giới thiệu đến cho mọi người ba phiên bản của xe Passat tại Việt Nam. Thứ nhất, Passat GB, thứ hai, Passat Lumotion Comfort, thứ ba, Passat Lumotion 2. Và ba phiên bản này có những đặc điểm gì khác biệt nhau, có những tính năng như thế nào? Lộc sẽ chia sẻ với mọi người trong video này để mọi người có những quyết định chọn lựa phù hợp cho việc mua một chiếc xe cho gia đình của mình. Hầu như bên ngoài của Passat, ba phiên bản Passat là đều giống như nhau. Động cơ của Passat GB là động cơ 1.8 TSI và sản sinh ra công suất là 177 mã lực, mô men xoắn là 253 Newton. Động cơ của GB thì chưa có công nghệ Lumotion như là Passat Comfort và Passat Lumotion 2. Passat GB thì có mâm là 18 inch. Màn hình GB nhỏ khoảng tầm 4.5 inch. Điều hòa của Passat GB là điều hòa cơ, có những cái nút xoay vặn ở đây, chỉnh gió, hộp số 7 cấp và có tính năng tắt mở cân bằng điện tử ở đây. Động cơ của Lumotion Comfort 1.8 TSI cũng 177 mã lực và mô men xoắn cực đại là 253 Newton. Có một điểm đặc biệt trong động cơ Lumotion Comfort là đã có công nghệ Lumotion, nghĩa là tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải ra môi trường, nó gọi là công nghệ xanh. Mâm xe của Passat Lumotion Comfort là mâm 16. Màn hình Passat Lumotion Comfort là màn hình 8.5 inch, kết nối được với Bluetooth và cảm ứng. Tuy nhiên, màn hình vẫn chưa tích hợp được camera lùi ẩn sau logo. Điều hòa của Passat Lumotion Comfort là điều hòa cơ và cách chỉnh là chỉnh những cái núm xoay qua như thế này. Hộp số thì chúng ta vẫn biết là hộp số 7 cấp DSG. Ở đây có Auto Startup Engine là ngắt động cơ tạm dừng. Động cơ của Passat Lumotion 2 1.8 turbo 177 mã lực và mô men xoắn là 253 Newton/m. Động cơ của Passat Lumotion 2 thì đã được nâng cấp lên với công nghệ Lumotion, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải ra môi trường. Mâm của Passat Lumotion 2 là mâm 18 inch. Về vỏ xe, vỏ Continental có một lớp keo tự vá nằm bên trong. Thắng có công nghệ tái tạo năng lượng. Passat Lumotion 2 có màn hình 8.5 inch cảm ứng và đặc biệt có camera lùi tích hợp ẩn sau logo. Điều hòa của Passat Lumotion 2 là điều hòa tự động, 3 vùng độc lập. Điều hòa 3 vùng độc lập, phía sau độc lập và điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh gió. Một đặc tính khá hay ở phần điều hòa là có hệ thống làm sạch không khí bên trong.
màn hình lớn, đường nét tinh tế. Nhờ cách thiết kế, thẻ SD và CD được giấu trong hộp găng tay. LuMotion Comfort và LuMotion 2 thì có ổ USB và ổ cắm all-in ở trong hộp tùy tay. Bassat LuMotion 2, tùy chiếc xe, sẽ có cảm biến áp suất lốp trên từng bánh xe và có tính năng điều chỉnh áp suất lốp theo tải trọng. Comfort, Standard, Full Load. Mười lý do nên chọn và mua xe Volkswagen tại Volkswagen Sài Gòn. Chúng tôi là đại lý Volkswagen 4S lớn nhất Việt Nam, bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng, kết nối toàn cầu. Chúng tôi luôn có những sản phẩm mới, những sản phẩm đặc biệt, quanh năm luôn có những chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt nhất thị trường. Volkswagen Sài Gòn là đại lý có trang thiết bị tối tân từ nước ngoài, đảm bảo chiếc xe của bạn được chăm sóc một cách hoàn thiện nhất. Chuyên viên kỹ thuật tại Volkswagen Sài Gòn luôn được đào tạo bài bản từ các chuyên gia nước ngoài để phục vụ chiếc xe của bạn một cách hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng giao xe toàn quốc, giao xe tại nhà, hướng dẫn sử dụng chuẩn mực nhất, hỗ trợ đăng ký đăng kiểm nhanh chóng trong ngày với chi phí cực kỳ hợp lý. Chúng tôi hỗ trợ vay ngân hàng với những gói lãi suất ưu đãi nhất, hồ sơ xét duyệt nhanh chóng, không làm mất thời gian của khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn đầy nhiệt huyết, nhiều năm kinh nghiệm, luôn chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian khách hàng sử dụng xe. Volkswagen Sài Gòn luôn có những chương trình ưu đãi lớn nhất hàng tháng, giảm chi phí tối đa cho khách hàng và nhiều phần quà hấp dẫn. Lái thử xe là chính sách Volkswagen muốn đề cao để khách hàng trải nghiệm và đưa ra quyết định chính xác nhất cho việc lựa chọn một chiếc xe. Volkswagen Sài Gòn trang bị Mobile Service để phục vụ khách hàng ở tỉnh, thường xuyên tổ chức lái xe, thử xe khắp các tỉnh miền Nam cùng với dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe lưu động. Hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại tư vấn 0909 171 299. Địa chỉ trung tâm Sài Gòn 120 Trần Hưng Đạo, quận Nhất, gần khách sạn Bumen. Thanh Lộc Volkswagen xin đại diện cho Volkswagen toàn cầu được phục vụ và chăm sóc chiếc xe của bạn. Volkswagen, một thương hiệu chịu niềm tin.